Mai xin kính chào quý khán giả của đài Diệp Phê TV. Hôm nay Thanh Mai lên đây để nói về bảo hiểm y tế Clevercare. Và người ngồi cạnh Thanh Mai là anh Phạm Đình Hiệp. Anh là một trong ba sáng lập viên của hãng và hiện anh là giám đốc tài chính. Thanh Mai mời Hiệp gửi lời chào đến khán giả. Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Diệp Phê TV. Và người ngồi cạnh Hiệp là Fatima. Fatima là đại diện thương vụ của hãng. Mời Fatima gửi lời chào đến khán giả. Dạ, thưa Fatima, cũng xin chào khán giả của đài Diệp Phê TV. Tôi mới biết về bảo hiểm y tế ở Mỹ và không biết gì về Medicare. Có rất nhiều từ ngữ lạ với tôi, chẳng hạn như là phí bảo hiểm, tiền khấu trừ, tiền phụ trả và tiền đồng bảo hiểm. Những từ ngữ này rất là lạ, có ý nghĩa là gì? Khi quý vị gia nhập vào chương trình Medicare, quý vị, thì Medicare là chương trình bảo hiểm y tế của liên bang dành cho những người trên 65 tuổi. Thì khi quý vị gia nhập vào chương trình này đó, thì khi quý vị 65 tuổi thì quý vị sẽ có phần A, phần B và phần D. Phần A là phần bảo hiểm về bệnh viện. Phần B là phần bảo hiểm về bác sĩ chuyên khoa hay là bác sĩ gia đình hay là những cái thử nghiệm y tế. Còn phần D là bảo hiểm về thuốc. Khi quý vị tới năm 65 tuổi thì quý vị đương nhiên là quý vị sẽ được gia nhập phần A rồi. Nhưng mà quý vị phải muốn gia nhập phần B thì quý vị phải đóng một số tiền, thường thường khoảng cỡ 170 đồng cho năm nay và gần như 140 đồng cho năm sau. Thì đó, thường thường cái tiền mà quý vị đóng hàng tháng như vậy đó, nó gọi là phí bảo hiểm. Thì khi quý vị nhập vào chương trình đó rồi đó, thì đồng thời quý vị phải nhập vào phần D nữa. Phần D là bảo hiểm về thuốc. Thì thường quý vị đóng thêm, bỏ tiền túi ra, đóng thêm khoảng từ 35 cho đến 50 đồng. Khi mà quý vị gia nhập vào phần D đó, mà quý vị thường thường nó gọi là deductible, có nghĩa là quý vị phải tự bỏ tiền túi ra trước, trả hết cho đến cái phần, cái mức đó thì người ta gọi là tiền khấu trừ. Còn cái tiền mà gọi là người ta nói là cái tiền phụ phí á, thường thường khi quý vị gia nhập vào chương trình Medicare tự do thì phần A phần B đó, thì quý vị có thể đi được bất kỳ cái nhà bác sĩ nào cũng được hay là bất kỳ những cái bệnh viện nào cũng được, nhưng mà bù lại thì quý vị phải trả một phần phụ phí. Thì thường thường đa số cái phần phụ phí đó tùy vào cái chương trình gọi là khi quý vị đi dịch vụ y tế nào quý vị sử dụng. Có những cái dịch vụ y tế mà quý vị ví dụ như vào bệnh viện mà thì quý vị phải trả lên tới 1.000 mấy trăm đồng, thì nó gọi là cái tiền tiền phụ trả. Còn cái tiền mà thường thường có những cái dịch vụ mà chính phủ liên bang cũng cho quý vị nhưng mà bắt quý vị phải trả, gọi là cái tiền đồng bảo hiểm, nó gọi là co-insurance đó quý vị. Thì thường thường nó tính theo cái phần trăm, thì tùy vào cái dịch vụ y tế mà quý vị sử dụng thì quý vị có thể trả lên tới khoảng có thể lên tới 20% lận. Thành thử ra cái thường thường đa số đi về Medicare mà tự do thì quý vị được cái là quý vị có thể đi bất kỳ nơi nào, nhưng mà cái tiền mà phụ mà đồng bảo hiểm đó, như là tiền phụ trả, thường thường tương đối rất là cao. Mình phải bao nhiêu tuổi để ghi danh vô Medicare? Ok, thì như tôi hồi nãy nói là tới 65 tuổi là quý vị sẽ được. Có một số người đó, thì họ bị khuyết tật đó, thì họ vẫn có thể gia nhập được vào chương trình Medicare nếu mà họ họ đủ cái tiêu chuẩn để có thể gia nhập vào Medicare. Cái sự khác biệt giữa chương trình Original Medicare với lại Medicare Advantage là gì? Thường thường những cái chương trình mà gọi là Original Medicare là Medicare tự do, người Việt mình gọi là Medicare tự do, là quý vị có thể đi được bất cứ cái chỗ bệnh viện hay là đi bất kỳ bác sĩ nào. Thì quý vị đó, khi quý vị đi vào chương trình đó thì quý vị thường thường phải trả cái phần phụ phí tương đối rất là cao, đồng thời là những cái phần là tiền đồng bảo hiểm, tức là tiền là 20%, có thể lên tới 20% của cái dịch vụ y tế của quý vị phải trả. Ngoài ra thì về Original Medicare là Medicare tự do thì quý vị sẽ không được tài trợ bởi bất kỳ những cái gì mà gọi là quyền lợi y tế bổ sung, giống như về nha khoa, về thính giác, về thị giác. Đồng thời là những cái dịch vụ khác, ví dụ như dịch vụ về chuyên chở, đồng thời là ví dụ như đông y hay là chăm cúc, quý vị sẽ không được cái chương trình Medicare tự do này chi trả. Còn Medicare Advantage thì là những chương trình bảo hiểm y tế tư nhân có hợp đồng với lại chính phủ liên bang, thì họ sẽ cho quý vị những cái phần phụ phí cái phần phụ phí rất là thấp, đồng thời những cái phần mà đồng bảo hiểm rất là thấp. Nhưng mà chỉ có một cái đó là quý vị phải đi nằm trong cái mạng lưới của họ, nhưng mà bù lại họ sẽ cho quý vị thêm những cái quyền lợi y tế phụ trợ khác, giống như về nha khoa, về thị giác, về thính giác, về đông y, về những cái dịch vụ về chăm cứu khác. Có đúng là mình sẽ bị phạt nếu như không ghi danh vào cái chương trình bảo hiểm Medicare phần D? Cái này là có nhiều người là không biết đâu quý vị. Thường thường người ta, tôi có Medicare mà tôi có phần A, phần B hết rồi mà đâu sao đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị không gia nhập vào phần D đó, thì chính phủ phải phạt quý vị tùy theo cái quý vị không gia nhập tới bao lâu.
mà đợi quý vị đợi càng ngày càng lâu đó để quý vị nhập phần D á, thì quý vị sẽ phạt, mỗi tiền phạt nó tính theo cái thời gian quý vị gọi là hoãn cho để gia nhập vào chương trình. Nếu một quý vị hạ hoãn 12 tháng á, thì nó sẽ tính theo mỗi tháng, thường thường cũng chỉ mấy đồng bạc thôi, một tháng thôi. Nhưng mà nếu một quý vị thí dụ như quý vị một năm sau quý vị mới gia nhập vào chương trình phần D, tức là quý năm 66 phần D, thì nó sẽ tính theo ví dụ 2 đồng một tháng đi, nó nhân lên cho 12 là có nghĩa quý vị trả ra 36 đồng. Mà cái tiền này á, là quý vị phải trả hoài. À, đó lý do tại sao mà người ta rất là không biết điều này á, là quý vị phải nên là gia nhập phần D luôn ngay lập tức khi quý vị có bảo hiểm phần A và phần B. Cái điều gì mà làm cho Clevercare nổi bật so với các chương trình khác? Ngoài cái chuyện mà chúng tôi là phục vụ quý vị hoàn toàn bằng tiếng Việt đó, thì chúng tôi còn có cho những quyền lợi y tế phụ trợ khác rất là có giá trị đối với quý vị, đặc biệt là người Việt Nam. Thí dụ như về nha khoa đó, thì chúng tôi có thể chi trả lên đến 2.500 cho đúng một năm, mà quý vị đi bất kỳ nha sĩ nào cũng được quý vị, chứ không cần phải quý vị đi nha sĩ. Mặc dù chúng tôi có hợp đồng với lại cái Liberty Dental PPO plan, nhưng mà quý vị có thể đi bất kỳ nha sĩ nào cũng được, chúng tôi vẫn hoàn trả quý vị. Ngoài ra chúng tôi có chương trình chăm cứu và những chương trình khác quý vị có thể mua được dược thảo. Chăm cứu thì tùy vào chương trình quý vị nhập, quý vị có thể chăm cứu không cần phải qua sự bác, không cần giới hạn, mà không phải qua bác sĩ giới thiệu, quý vị có thể miễn sao quý vị đi những nhà bác sĩ chăm cứu mà nằm trong cái network, tức là nằm trong cái mạng lưới của chúng tôi, là chúng tôi đều chi trả hết. Nhưng mà có những chương trình mà Medicare Advantage khác đó thì nó cũng có những cái quyền lợi như vậy, thì mình còn cái gì nữa hay không? Thì đặc biệt là chúng tôi có một cái gọi là cái flex card, thì Fatima đây đó sẽ giải thích rõ ràng cho quý vị rõ ràng là cái thẻ linh hoạt. Dạ, thưa, cái thẻ linh hoạt của Clevercare, thì này mình là đội hội viên của Clevercare rồi, thì anh thú chương trình mình chọn, mình được có thể lên đến 300 mấy với cái thẻ này. Thì với cái thẻ này mình có thể trước nhất là mình mua thuốc đông y như anh Hiệp nói, mình có thể ra năm bác hãng, rồi trong tương lai sẽ có thêm tiệm là Supermax cũng được nữa, để mình mua thuốc đông y như là dầu xanh, dầu cù là, yến, đông trùng hạ thảo, có rất là nhiều món mình có thể mua ở đó. Nếu không thì mình có thể đi ra mấy cái tiệm như là CVS, Walgreens, Walmart hoặc là Rite Aid để mình mua mấy thuốc mà không có toa, mấy cái thuốc mà OTC approved á, mấy cái món này cũng thấy là lợi đó. Mình thấy cái chữ OTC approved ngay cái chỗ mà giá tiền á, là mình có thể mua món đó. Mấy cái món như là fish oil, rồi vitamin D, bằng chải đánh răng, kem đánh răng, mấy cái lotion, có nhiều lotion cũng được nữa. Rồi có rất là nhiều món mình có thể chọn ở đó. Rồi cái cách thứ ba đó là cái cách mà con thấy là rất là tốt cho mình, là mình có thể làm một cái membership đi tập thể dục. Rồi mình có thể ra LA Fitness, 24-hour fitness, có người hỏi choose fitness được không? Cũng được luôn. Rồi mình có thể tới đó rồi mình có thể trả từ tháng tùy mình, hoặc là mình có thể tới đó rồi mình trả khoảng 200 mấy trong nguyên một năm luôn cũng được nữa. So con thấy là tốt nhất là mình đi, mình giữ chút tiền cho giờ thuốc tây nếu mình cần ha, mình giữ tiền cho phần đông y, thì người Á Châu mình lúc nào mình cũng thích cái thuốc như là dầu cù là, mấy cái đó là ở nhà lúc nào cũng phải có hết. Rồi cái thứ ba nữa là mình phải hoạt động, mình phải đi exercise đó, so nó rất là dễ cho mình dùng. Tôi có một chương trình Medicare Advantage HMO đó. Làm thế nào tôi gặp một người nha sĩ? Tôi có cần giấy giới thiệu từ bác sĩ chăm sóc chính của mình hay không? Chương trình nha khoa chúng tôi là chương trình hiện giờ là number one ở đây, những quyền số 1 ở đây nha. Là ngoài cái chuyện mà chúng tôi đài thọ rất là rộng rãi, tài trợ rất rộng rãi về cái số tiền đó, chúng tôi đồng thời cho quý vị đi bất kỳ nha sĩ nào mà quý vị không cần phải qua sự giới thiệu gì hết. Quý vị mà chúng quý vị hiện giờ quý vị đó, cứ miễn sao quý vị đi nghe nha sĩ đó, quý vị nói là có Clevercare, là có hợp đồng với lại Liberty Dental, thì những người nha sĩ sẽ được chi trả cho những cái dịch vụ mà về nha khoa mà quý vị sử dụng. Rồi có nha sĩ nào mà chưa có trong Liberty mà họ muốn vô Liberty cho có thể như là dễ dàng chút xíu thì giấy tờ nó sẽ dễ hơn á, thì cũng có thể liên lạc với Clevercare. Thì có một cô trong Clevercare, cô rất là giỏi, cô sẽ như là giúp cái người nha sĩ đó nói chuyện với Liberty luôn. Đúng rồi. Yeah. Tôi muốn đổi chương trình Medicare nhưng vẫn muốn giữ bác sĩ đã khám bệnh cho tôi trong nhiều năm. Làm cách nào để bảo đảm rằng tôi vẫn có thể gặp bác sĩ cũ sau khi chuyển sang chương trình mới này? Đa số những bác sĩ Việt Nam ở đây đó, chúng tôi có hợp đồng với là khoảng 99% những người đó. Thì khi quý vị gia nhập vào chương trình của Clevercare đó, quý vị sẽ hỏi với là cái người mà gọi là giúp đỡ quý vị, một trong những người đó là ví dụ như Fatima chẳng hạn này, thì chúng tôi sẽ chắc chắn là quý vị sẽ giữ được bác sĩ và quý vị vẫn giữ được những cái gì mà quý vị đang có. Thành thử ra quý vị không cần phải lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ chắc chắn là cho quý vị đảm bảo được giữ được cái chương trình cho quý vị mà khi quý vị chuyển qua Clevercare mà vẫn giữ được bác sĩ của mình.
Trung tâm cộng đồng của Clever Care ở địa chỉ là 9600 đường Bolsa Suite D. Ở ngay bây giờ thì mở cửa ngày thứ hai đến ngày thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi bắt đầu tháng 8 thì tháng 10 này á, là sẽ mở cửa thứ bảy luôn là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Kính thưa quý vị, phần nói chuyện của Clever Care đến đây đã hết. Thanh Mai xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mời Hiệp và Fatima gửi lời chào đến khán giả. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của Clever Care. Thưa Fatima, cũng xin cảm ơn khán giả của Đài Việt Face TV. Thanh Mai xin kính chào quý vị.